Bán ghế massage này siêu lợi nhuận, một năm chỉ cần bán một chiếc thôi là có đủ chi phí. Hello xin chào các bạn, mình là Trung Công Huy. Và hôm nay Huy đọc một cái comment của một cái anh anh ấy nói rằng là bán ghế massage là siêu lợi nhuận và một năm chỉ cần bán một chiếc thôi là đủ chi phí thì mình xin chia sẻ với bạn một cái thử, một cái sự thật nó hơi trần trụi một tí trong ngày hôm nay nhá. Công ty mình là ở số 80 Nguyễn Lương Bằng và cái con phố vuông góc của phố Nguyễn Lương Bằng này là phố phố xã Đàn Cách đây khoảng một năm trước có đâu đó khoảng 30 cửa hàng Khoảng 30 cửa hàng ghế massage từ các cái thương hiệu khác nhau Và đến bây giờ thì không còn một thương hiệu, một cửa hàng nào nữa các bạn ạ Cách đây khoảng nửa tháng một cửa hàng cuối cùng đã đóng cửa lốt rồi đã, đã, đóng cửa lốt rồi Và bên mình cũng là cái bên đầu tiên mà ở uh, Bên Fujilac là bên đầu tiên mà đặt cửa hàng tại quận Đống Đa này, quận Trung Tâm này Đó, và đến bây giờ các bạn thấy không ạ cũng chỉ còn Fujilac và Fujike và một cửa hàng nữa thôi là tồn tại ở cái khu vực này nữa thôi Thế thì thử hỏi mọi người rằng nếu như một sản phẩm mà bán một chiếc à một năm bán một cái cũng đủ chi phí như vậy thì tại sao người ta phải đóng cửa? Tại sao 30 cửa hàng kia có những cửa hàng mở ra vào 6 tháng đóng cửa luôn? Có những cửa hàng mở ra một thời gian ngắn đóng cửa và có rất nhiều cửa hàng cũng được 1 2 năm mà đóng cửa. Lý do làm sao ạ? Nếu như họ lãi như vậy và tất nhiên cái việc mà một năm bán một chiếc là không thể xảy ra rồi. Đúng ạ. Là bởi vì là cái chi phí các bạn ạ cái chi phí nó tức là thu không đủ chi đấy ạ thì các cụ nói là gì ạ là lỗ vốn đúng không ạ lỗ vốn thì người ta mới đóng cửa người ta mới không kinh doanh nữa và khi các bạn mua hàng thì bạn muốn mua hàng từ một người mà khi kinh doanh không thuận lợi cái họ đóng cửa họ giải tán luôn họ chuyển sang mô hình khác luôn hay là họ muốn hay là bạn muốn mua hàng từ những người mà họ tâm huyết họ gắn bó họ muốn cùng với các bạn vượt qua thời điểm khó khăn như thế này đấy là câu hỏi mà thực sự là huy muốn hỏi các bạn các bạn hãy trả lời Dũng Huy ạ Hãy trả lời Dũng Huy là Các bạn muốn mua hàng từ một người như thế nào Là một Cái thứ hai nữa là nếu như mà một năm Bán một chiếc cũng đủ chi phí Thì lý do làm sao mà hơn 30 cửa hàng kia Người ta đóng cửa Và có rất nhiều cửa hàng nói với Huy rằng là gì ạ Mất một con ô tô, mất một miếng đất, mất một cái nhà Vì kinh doanh ghế massage Nó có đúng như vậy hay không ạ đó mọi người hãy hãy thử hình dung giúp huy còn nếu như các bạn nói rằng là kinh doanh cái massage là siêu lợi nhuận thì mình mời các bạn đến công ty mình mình sẽ cho các bạn xem báo cáo tài chính bởi vì công ty mình là công ty cổ phần cho nên không thể nào mà có kiểu gọi là thích ghi thế nào ghi được nó có báo cáo tài chính nó có báo cáo thuế để làm gì để các bạn biết rằng là cái lợi nhuận nó như thế nào đúng không ạ cái mức chi phí nó ra làm sao và tất cả những cái chi phí đấy để làm gì ạ không phải để phục vụ mình bởi vì là tất cả mọi thứ nó đều có định mức, nó đều có hạn mức rõ ràng. Để phục vụ ai? Để phục vụ các các bạn, để phục vụ khách hàng. Mọi mình có một câu mình nói tất cả các bạn nhân sự ở trong công ty mình là gì? Tất cả chúng ta ở đây với một 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 cái mục đích duy nhất, một cái sứ mệnh duy nhất là gì ạ? Là phục vụ khách hàng của chúng ta, mang đến cho khách hàng của ta những cái trải nghiệm, những cái sản phẩm, những cái dịch vụ vượt trên cả sự mong đợi của của họ. Và tất cả những điều đó đều cần có chi phí ạ đều cần có tiền để duy trì để phát huy hoạt động đó ngay cả cái video mình đang quay các bạn như này đúng không ạ cũng phải có một người cầm máy quay để quay cho bạn xem thế thì họ phải sống bằng cái gì họ phải sống bằng bằng cơm đúng không ạ họ phải sống bằng ờ uh, họ phải có sinh hoạt chứ đúng không ạ họ phải có cuộc sống của họ chứ họ phải trả tiền thuê nhà chứ họ phải trả tiền đồ xăng họ phải trả tiền điện tiền nước thì tất cả những cái điều đó để làm gì ạ? Để nhằm mục đích cung cấp tới các bạn những cái sản phẩm, những cái dịch vụ tốt nhất. Các bạn nhé. Cho nên là gì? Nếu như các bạn không biết thì các bạn đừng nói. Đúng không ạ? Các bạn nói cũng đúng thôi. Nhưng nó chỉ đúng ở trong cái suy nghĩ của các bạn thôi. Nó chỉ đúng ở trong suy nghĩ của mọi người thôi. Đối với những cái sản phẩm không có cái dịch vụ sau bán hàng, không có cái quá trình làm marketing, không có cái khâu vận hành. Chỉ những cái sản phẩm mà mua xong rồi một lần rồi bỏ. Thì có thể như vậy có thể như vậy. Còn đối với những sản phẩm như ghế massage này nó không hề đơn giản các bạn, nó không hề đơn giản. rất nhiều người bạn của Huy đã mất nhà, đã mất xe, đã mất uh, rất nhiều thứ. đúng không? Đâu phải tự nhiên đâu các bạn. Cho nên là nếu như các bạn trước khi comment một câu nào đó có thể gây đến sự sát thương đối với người khác, mình mong rằng các bạn hãy suy nghĩ một chút, đúng không? Hãy suy nghĩ một chút, hãy có cái nhìn nó rộng ra một chút, đừng mang cái nhìn của một cái, đừng mang cái tầm nhìn cái giếng của mình ra áp đặt vào cái giếng của người khác nó sẽ không hay một chút nào hết các bạn nhé và mình là chu quang huy mình vẫn ở đây và luôn luôn muốn đồng hành và giúp đỡ các bạn để có thể lựa chọn cho mình là một chiếc ghế massage tốt nhất phù hợp nhất với nhu cầu với túi tiền và với mong muốn của các bạn ok xin chào bạn bye bye